kính chào quý khách hàng hôm nay thì em tranh thủ em về được một ít mít sơ số nha mọi người hàng này trong thời gian vừa qua là nó rất là hot nó hot là lý do là nó cháy hàng nó không có hàng nha mọi người thì hôm nay em về được như mọi người thấy trên video thì em chỉ có hai con XR16 và một chục con XR12 cái này là do mình đặt hàng trước từ nhà phân phối cũng khá lâu rồi mọi người thì mình mới giữ được cái số lượng hàng này chứ không thì hiện tại bây giờ thì nó cũng không có hàng luôn thì giá cập nhật ngày hôm nay tháng 11 năm 2022 Tức là XR12 đằng kia sẽ có giá là 10 triệu 4 một cái ha mọi người. Còn XR16 đằng kia sẽ có giá là 14 triệu 400 ngàn đồng một cái. Có nghĩa là nó trên lệch nhau là 4 triệu đồng giữa XR16 và XR12. Thì những cái sản phẩm XR12 hoặc là Midas thì bên em đã từng giới thiệu cũng rất là kỹ em đã có rất là nhiều video chia sẻ trên cái kênh youtube của âm thanh số trí tâm á mọi người vào đó sẽ xem video thì mọi người sẽ biết được rằng là cái con này nó như thế nào thì sẵn tiện video thì em sơ lược sơ sơ cho mọi người cùng nắm ha thì con này đầu ra nó sẽ có nè kênh trái kênh phải hai cái ốc phụ mình sẽ lấy con này đánh sub con này đánh monitor ok đi sân khấu được rồi đúng không đầu vào nè mình sẽ có một hai ba bốn bốn cái đầu vào màu đen như vậy là mình có thể sử dụng jack Neutrik cũng được, jack Canon cũng được. Thì cái bốn thằng đầu vào này nó dùng cái hệ preamp của Midas, thành ra nó sẽ cho cái tiếng micro rất là rất là phê, rất là đã. Ngoài bốn thằng đầu vào này mình có là 5 6 7 8 9 10 11 12. Thì mình có thể đưa vào này thí dụ như nhạc, laptop mình đưa vô đây ha. Rọt gan mình đưa vô 7 8. 9 10 mình còn dư nữa chưa? 11 12 mình có thể đưa vào những cái À, còn mà có cái tổng trở cao Ví dụ như là cái nhạc cụ guitar bass nè Guitar solo nè Đó mình đưa vô đây mình chơi Con này nó có khả năng thu âm qua USB Cũng hấp dẫn lắm nha mọi người ha Con này nó có wifi sẵn Nhưng mà cái wifi của nó nó hơi bị yếu kè Thành ra mình trang bị thêm cái router wifi bên ngoài Thì nó sẽ phát hỗ trợ cái băng thông nó mạnh hơn Thì nó sẽ không bị lắc, không bị delay Đó thì cái con này thì giá hiện tại ngày hôm nay Tháng 11 năm 2022 Sẽ là 10 triệu 400 ngàn đồng Một con như vậy ha mọi người ha Tất cả sản phẩm bên em đều là hàng mới tinh. Đó nó trong thùng nè mọi người thấy không? Nó có hộp đầy đủ này thấy chưa? Chứ đâu phải là cái hộp mượn đâu. Lấy đâu ra mượn hay mọi người. Đây là cái không gian của âm thanh số trí tâm của nhà em nha. Đó hàng thiệt chứ không phải là hàng đi mượn đâu nha mọi người. Sản phẩm này thì sẽ được bảo hành là 12 tháng bảo hành chính hãng. Nhà phân phối sẽ là Hoàng Bảo Khoa nha mọi người. Thì à, thời gian vừa qua là con này nó cháy hàng nhưng mà hôm nay nó lại có lại. Còn cái con này nó còn cháy dữ dội hơn nè mọi người, cái con Midas MR12 nè, nó còn cháy dữ dội hơn nữa. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì nó cũng chưa có hàng đâu. Thì bây giờ con này nó cũng hay, cũng 9-10 nhỉnh nhỉnh so với con kia thì mình chơi con này cũng được. Giá tiền nó cũng, nếu mà dùng từ là, nếu mà so với văn số nha mọi người, nó so với cái con văn này. Đó, S900 nè, S800 kìa. Thì nó sẽ, em thấy con này là có vẻ là nó, giá tiền là cũng mềm chứ không đùa đâu ha mọi người. Con này thì nó được cái là gì? Tiếng micro rất là hay effect thì sẽ có 4 effect tùy chọn mình có thể thay đổi rất là nhiều Nói chung là kênh âm thanh số trí tâm của bên em đã từng chia sẻ rất là nhiều video về con này Set uh, micro sao cho hay, set effect sao cho hay, set effect reverb như thế nào, thông số ra làm sao, echo như thế nào uh, Thông số là làm sao, bên em đã có chia sẻ rất là đầy đủ và rất là chi tiết trên cái kênh âm thanh số trí tâm rồi Thành ra quý khách hàng mua sản phẩm bên, bên em á, thì hoàn toàn yên tâm đừng có sợ là quăng con bỏ chợ hay mọi người em chưa bao giờ em quăng quăng bỏ chợ ai bao giờ cả ha thì khách hàng mua sản phẩm này sẽ được bên em hỗ trợ setup up uh, sơ bộ xong rồi về nhà của mình mình cần hỗ trợ gì thêm thì có thể gọi điện thoại zalo trực tiếp cho em thì em sẽ hỗ trợ còn không thì mình xem trên kênh âm thanh số trí tâm của bên em em chia sẻ nó tường tặng từng chân tơ kẻ tóc nó rất là kỹ nó rất là chi tiết thậm chí là hả xét xong rồi hướng dẫn cho mọi người tải phần mềm như nào rồi vô cài đặt micro như nào rồi setup tiếng effect ra làm sao rồi hát nó ra làm sao rồi thậm chí khách hàng đến đây hát như thế nào em đi qua nhà khách em setup như thế nào nói chung là bên em đã chia sẻ rất là kỹ rất là tường tận em không có giấu nghề nha mọi người em không có giấu bất kỳ cái gì hết á chỉ có giấu tiền vợ thôi ha đó nó nhỏ nhỏ nha mọi người rồi cảm ơn mọi người đã xem qua video clip này lưu ý cập nhật giá giùm em nha mọi người ngày hôm nay tức là tháng 11 năm 2022 thì XR12 đằng kia sẽ có giá là 10 triệu tư à XR16 sẽ có giá là 14.400, tức là nó sẽ trên lệch nhau 4 triệu nha mọi người. Giờ mình liếc qua chút xíu XR16 nó có cái gì. Đây, đây mọi người nhìn cái hình là mọi người cũng thấy luôn ha. Đầu vào là 24x8, 8 thằng đầu vào uh, canon uh, 8 thằng đầu vào dưới là 6 ly, đầu out nó sẽ có này, kênh trái, kênh phải và bốn cái ốc phụ. Đó. Thì mình chơi con này thì nhiều khách hàng sẽ hỏi em là có cần mua con cost server không? Có nha mọi người. Mình nên mua cái con cost server, mục đích là để làm gì? Thứ nhất là để mình cân pha, mình cân delay Rồi mình còn nhiều cái trò rất là hấp dẫn nữa trong cái con cost này Rất là hay nha mọi người Dĩ nhiên nó hay thì nó phải đắt tiền ha Con này bên em đang bán ra là con 360 Tức là 3 vào 6 ra Đây là dòng cost 2 n của Marani nha mọi người Giá bên em đang bán ra là hơn 15 triệu Đó một con Còn nếu mà mình thấy giá nó đắt quá Thì mình có thể chơi những cái sản phẩm DB Acoustic chẳng hạn Nó cũng rẻ rẻ hơn xíu, rẻ khá nhiều đúng không Rẻ hơn phân nửa luôn Còn nếu mà mình không có điều kiện nữa thì mình chơi mấy cái con DBX Trung Quốc đó, em thấy cũng tạm tạm nhưng mà tự nhiên mua mấy đầu Trung Quốc mà thả vô đồ chính hãng thì nó kỳ lắm ha mọi người ha rồi cảm ơn mọi người đã xem qua video clip này thấy thích thì cho em một like có mua sắm thì vui lòng liên lạc cái số điện thoại em để góc trái màn hình cho mọi người nha cảm ơn mọi người